bên anh lứa sóng bom bao rộn rã tiếng chảy cua bồng con ra vọng để đồng đưa giá gạo bán đêm vì ngày bận làm mùa cách mạng dân gạo nhiều để đánh Mỹ sóng bom bo sẵn có khối chảy cây người bom bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày càng thêm rắn rối bóng trăng lên vừa khói đinh đồi cây người chưa ngơi đã sẵn có người thay gói gạo với đi và rồi gạo lại đây gạo với đi và rồi gạo lại đây.